Em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì kênh đồng hồ bên em lại tiếp tục đó là trên tay giới thiệu tư vấn cho các bác về các sản phẩm đồng hồ đến từ các thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ này, đó là của Nhật này, hàng nội địa, và sẽ có cả cái mã hàng đó là mã hàng của Mỹ và Anh các bác nhé. Đó, trong quá trình giới thiệu thì các bác mà có kết cái mã hàng nào muốn chốt đơn với bên em thì các bác gọi điện qua số điện thoại đó là 0858 536 536 để được tư vấn và hỗ trợ về các sản phẩm ở trong video. Với ngày hôm nay thì sẽ có 6 mã hàng để trên tay giới thiệu cho các bác. Sẽ có các cái phiên bản phù hợp với các cái size tay đó là vừa và nhỏ và cả các cái size tay to các bác nhé. Đó. Đầu tiên với cái chiếc mã hàng đầu tiên trong ngày hôm nay thì sẽ là một cái phiên bản của Thụy Sĩ máy pin. Với cái chiếc Thụy Sĩ máy pin này thì nó sẽ đến từ thương hiệu đồng hồ đó là Swiss Military đó Hanowa. Đối với cái chiếc này thì đây sẽ là cái phiên bản form dáng size lớn một chút xíu để cho các bác tay to các bác có thể trải nghiệm được cái sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với size mặt ngang đó là size 43.6. Chiều dài của chiếc này thì nó sẽ là 11.2. Và sang đến phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với lắc to lắc đó là 52.1. Đó, 52.1. Đi vào thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ Swiss Military Hanowa với thiết kế đai bằng mặt màu trắng. Đối với cái bản này của bên em thì đây sẽ là một cái mã hàng có phần thiết kế đai bằng mặt rất là thanh lịch để các bác có thể phối đồ với các cái phong cách tham gia vào các cái hoạt động như là làm việc văn phòng hoặc là đi chơi dã ngoại đều có thể trên tay được đối với chiếc này. Về cơ chế chức năng thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ hoạt động với cơ chế full 6 kim các bác nhé. Bao gồm có đó là trục giữa thì chúng ta sẽ có một kim giờ, kim phút, kim giây. Đó, kim giờ, kim phút, kim giây. Vị trí bên dưới hướng góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có một kim 24 giờ và hướng góc 3 giờ và hướng góc 9 giờ thì sẽ đó là tương ứng đó là sẽ là kim lịch ngày và kim lịch thứ các bác nhé. Với cái phiên bản này thì đây thì sẽ có phần thiết kế cọc số, đó là các cái phần cọc số học trò, cọc số học trò. Phiên bản Swiss Military, một trong những phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ đó. Biểu tượng hình dấu cộng chữ thập ở vị trí hướng góc 12 giờ, đây chính là logo của cái thương hiệu này, một cái thương hiệu đến từ đó là đến từ Thụy Sĩ, với cái năm ra đời của nó là 1963 đó. Đối với chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với thiết kế mặt kính phẳng, kính sapphire nguyên khối, nó kính sapphire nguyên khối bao chống chảy chống xước cho các bác. Các bác biết về, nếu các bác chơi đồng hồ thì các bác sẽ biết đó là đồng hồ thường sử dụng hai cái vật liệu để làm nên kính, đó là kính khoáng cứng và kính sapphire. Kính sapphire này thì nó ưu điểm của nó thì nó sẽ là đem đến cái sự đó là chống chảy chống xước tốt hơn so với cái phần kính khoáng cứng. Đó. Phần thân vỏ của bản này thì đây sẽ là một cái phiên bản đồng hồ với thiết kế thân vỏ thép trắng các bác nhé. Với các cái phần thân vỏ thép trắng thì nó đem đến cái sự trải nghiệm đó là thanh lịch, nó thanh lịch và bền. Đó, tại vì các cái phần thân vỏ thép trắng này thì các bác rất là dễ để đó là mang ra tiệm đánh bóng spa khi mà gặp các cái sự cố vết xước lông mèo ở trên cái phần thân vỏ đó. Và bên hông sườn thì sẽ là các cái chi tiết núm hiệu chỉnh. Đối với cái bản này thì các cái phần hiệu chỉnh về thứ thì sẽ tương ứng đó. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phần núm trên bấm các bác nhá, thì sẽ là hiệu chỉnh cái phần đó là kim lịch ngày. Còn bên dưới này thì sẽ là hiệu chỉnh cái phần kim lịch đó là kim lịch 24 giờ, đó, kim lịch 24 giờ. Và các bác sẽ hiệu chỉnh thứ ở đây thì các bác phải quay kim các nhá, các bác phải quay kim cho em. Đó. Bản này thì nó có cả cái chức năng đó là dừng kim giây. Đây các bác nhá, đó dừng kim giây để các bác hiệu chỉnh thì các bác quay kim để đó là hiệu chỉnh thứ cho em. Nếu mà các bác nếu mà hết pin hoặc là thay pin mới thì chắc chắn là phải chỉnh lịch, thì các bác sử dụng cái phần chức năng đó là chức năng quay kim để chỉnh lịch thứ tương ứng, sau đó là các bác bấm lịch ngày đó thì sẽ là hiệu chỉnh được ở cái phiên bản này. Sang đến mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản với các thông số ở mặt đáy, thiết kế đáy kín. Bản này thì đầu tiên chúng ta sẽ có đó là tên thương hiệu Swiss Military đó. Phiên bản này thì thương hiệu này thì nó sẽ ra đời xin vào năm 1963 đó, phiên bản đến từ Thụy Sĩ. Swiss Made, mã số tham chiếu bản này thì nó sẽ là 1400 14633G. Với chiếc này thì nó sẽ có cái độ chịu nước đó là 10 ATM. Bản này thì nó sẽ sở hữu kính sapphire và cái bộ máy của nó đang sử dụng đó là cái bộ máy pin Thụy Sĩ, có bộ máy pin Thụy Sĩ, thiết kế đáy kín, độ chống nước cực kỳ là tốt. Sang đến phần dây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc một cái bộ dây đã qua sử dụng các bác nhé. Hàng này, bản này đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng của nó cực kỳ là mới ở phần thân vỏ luôn, gần như là rất là mới luôn, đó, mới 90%. Còn đối với phần dây thì
họ đã đeo rồi, nhưng mà về tình trạng thì các bác vẫn có thể trên tay được đối với bộ dây này, hoặc là các bác có thể đó là thay thế bộ dây khác đeo ok hơn đó. Nhưng mà em nghĩ là với cái bộ dây này thì vẫn có thể trải nghiệm bình thường luôn. Sang đến phần khóa thì chúng ta cũng sẽ có khóa nguyên zin, khóa nguyên zin. Và đối với cái mã hàng đầu tiên, mã hàng Swiss Military này của bên em, thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 2.350.000 các bác nhá. 2.350.000. Sang đến cái mã hàng số 2 trong ngày hôm nay thì sẽ là một cái bản nội địa của Nhật, đến từ thương hiệu đồng hồ đó là Orient. Với cái chiếc Orient này thì đây là cái phiên bản Orient form dáng nó khá là cổ. Khá là cổ cho các bác thích sưu tầm và thích các cái phiên bản hàng nội địa Nhật với cái thương hiệu nó khá thương hiệu nó phổ biến một chút đó là Orient. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với size mặt đó là size 42.7. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 11.8. Và phần lắc tu lắc thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với lắc tu lắc 47.9. Đi vào thiết kế đai của mặt thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản Orient hoạt động với cơ chế đó là full 6 kim. Đó. Bản này thì nó là phiên bản Orient chronograph và có một ô lịch ngày ở góc 4 giờ. Cọc số thì sẽ là thiết kế theo kiểu hình dạng đó là cọc số vạch, thiết kế dạng lớn, đó, big size. Đối với cái phiên bản này, chức năng chronograph thì các bác cũng sẽ hiệu chỉnh qua các cái phần núm ở bên hông sườn. Đây. Ví dụ em bấm cái phần bản này thì bên em về mới về chưa kịp thay pin cho các bác, nhưng mà chắc chắn là khi mà gửi đến cho các bác thì chắc chắn là bên em sẽ thay pin trước cho các bác đó. Thiết kế đai ổ mặt đó là nó là sự kết hợp giao thoa giữa màu trắng và màu đen đó, rất là hài hòa ở trên cái phiên bản Orient này. Sang đến phần mặt kính thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản thiết kế mặt kính cực kỳ là dày vào trong luôn các bác nhé. Đó, gần như là em nhìn vào cái phần cạnh bên này thì có thể nhìn xuyên qua phần bên này, thể hiện được kính nó cực kỳ là trong. Đó, các bác có thể nhìn thấy rất là trong này. Đó. Kính này là kính quáng cứng tráng sapphire, thân vỏ thép 316L, và bên này là các chi tiết núm hiệu chỉnh của cái phiên bản này. Mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với thiết kế đáy kín và được trải xước tròn đồng tâm kết hợp với hiệu ứng vân sunburst. Đó. Đối với phiên bản này thì chúng ta sẽ có các thông số mặt đáy, như là phiên bản này thì nó sẽ là hàng nội địa Made in Japan. Đó, đến từ cái tập đoàn đó là Orient Watch Company. Với cái độ chịu nước của bản này thì nó sẽ là 10 bar tương đương với 10 ATM các bác nhá, 10 ATM. Bản này thì nó sẽ sở hữu cái bộ máy pin của Orient, Sang đến phần dây da thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây da rất là dày luôn. Đó, bộ dây da nguyên zin, bộ dây da nâu. Đó, cực kỳ là dày. Đối với khóa đây ạ, khóa thì sẽ là khóa cài xiên, và đối với chiếc Orient này thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 1.900.000 các bác nhá. Đó, 1.900.000. Mã hàng số 2. Sang đến cái mã hàng số 3 trong ngày hôm nay thì sẽ là một cái chiếc của đó là của Mỹ. Đó, bản này thì sẽ là thương hiệu của Mỹ. Thương hiệu Pusa, đó Pusa. Đầu tiên các bác đợi em chút xíu nha. Đó, em sẽ chỉnh cái phần kim để các bác có thể nhìn rõ được cái thiết kế của cái phiên bản này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với size mặt ngang, đó là size 37.1mm. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 9.8. Và sang đến phần lắc tu lắc thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với lắc tu lắc 44.8. Bản này thì dành cho các bác nào tay vừa và nhỏ. Đó, các bác tay đó là tay 15.5 trở lên là các bác có thể trên tay được đối với chiếc này. Đi vào thiết kế của dial mặt thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với sub dial màu trắng, có được được phân chia làm các cái phần lòng mặt. Đó, được phân chia làm các cái phần lòng mặt. Và ở phần lòng mặt trong cùng thì các bác sẽ nhìn thấy các cái thiết kế vân sunburst trải đều tia ở trên sub dial. Đó, rất là sáng, rất là sáng. Đối với cái phiên bản Pusa này thì đây sẽ là cái mã hàng hoạt động với có cái cơ chế chức năng hoạt động với 3 kim 2 ô lịch. Đó, 3 kim 2 ô lịch. Cọc số thì nó sẽ là thiết kế cọc số hình dạng vạch. Đó, cọc số là cọc vạch. Đó. Và phiên bản này thì nó sẽ là cái phiên bản máy pin và sở hữu cái bộ máy đó là Movement Japan, tức là cái bộ máy Nhật các bác nhá, bộ máy pin Nhật. Sang đến phần kính thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ thiết kế đó là kính phẳng. Đó, hơi cong một chút xíu ở cái phần giữa thôi, nhưng mà tổng quan thì gần như là kính phẳng. Đó, kính quáng cứng tráng sapphire, thân vỏ thép thì 316L. Bên này thì nó sẽ là chi tiết núm này. Sang đến mặt sau thì chúng ta sẽ có các cái thông số của cái phiên bản này ở mặt sau đấy. Chiếc này thì nó sẽ là thiết kế đáy kín, độ chịu nước của cái phiên bản đó là 5 bar, sở hữu cái bộ máy pin Nhật. Đó, bộ máy pin Nhật. Và cái bản này thì nó sẽ, đây là cái lớp keo các bác nhá. Đó, đây là lớp keo. Bản này thì nó sẽ là có cái mã số 5 chiều đó là VG33X019. Phiên bản đến từ cái thương hiệu đồng hồ Pusa. Đó, Pusa.
Phần dây của bản này thì rất là đặc biệt, đó là cái phần dây có thể đó là dịch chuyển co giãn theo các cái chốt lò xo các bác nhá. Đó, nên là khi mà các bác tách dây để vừa với cổ tay thì các bác chỉ cần đó là, nếu các bác nào mà muốn chặt tay thì các bác chỉ cần đó là dịch dây một chút thôi. Sau đó là nếu mà các bác đeo lên thì nó sẽ có độ giãn dây. Đó, độ giãn dây. Bộ dây này rất là hay và thiết kế lạ. Bộ dây thép các nhá, bộ dây thép kết hợp với các cái mắt khớp nối, đó là các cái ceramic, phần đá ceramic. Và đây là cái phần khóa này. Đó, đây là phần khóa. Bản này thì là bản này còn mới nguyên các bác nhá, mới nguyên nhưng mà bên em không về được hộp. Đối với cái mã hàng Pusa này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có mức giá đó là 1.800.000. Đó, 1.800.000. Sang đến các cái mã hàng tiếp theo thì đây sẽ là các cái mã hàng full box. Đó, đây sẽ là các mã hàng full box. Tiếp theo thì sẽ là một cái chiếc Simon Carter. Đó, Simon Carter form dáng tay. Bản này thì có box, đó, bao gồm cả box cho các bác. Đối với các bác nào mà tay mà nhỏ ấy, các bác tay nào tay nhỏ một chút xíu thì các bác có thể trên tay được chiếc này, hoặc là các bác nữ tay hơi to to. Đó, hơi to to. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ size 25.9. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 6.6, rất là mỏng luôn. Sang đến phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với lắc to lắc đó là 36.8. Đó. Bản này thì các bác nào hay thường hay đeo size 36 thì các bác có thể trên tay được chiếc này của bên em các bác nhé. Có thể trên tay được chiếc này. Bản Simon này thì đây là Simon Carter này thì đây là thương hiệu đồng hồ của Anh. Đối với cái mã hàng này thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ hoạt động với hai kim. Đó, hai kim bao gồm kim giờ và kim phút. Cọc số sẽ là hình dạng cọc học trò kết hợp với các cái phần cọc vạch, có một ô lịch ngày ở bên dưới hướng góc, đó là hướng góc 6 giờ, thiết kế đai của mặt màu đen. Đó. Phiên bản này thì đây là cái phiên bản dáng tanh để các bác có thể đeo thay đổi trải nghiệm một cái thiết kế mới. Ví dụ như là cổ tay của em thì nó hơi to. Cổ tay của em nó là 16 năm, đối với các bác nào mà có cổ tay đó là 14.5 ấy. 14.5 là các bác có thể trên tay được chiếc này. 14.5 cho đến 16. Đó, 14.5 cho đến 16. Và phần sang đến phần mặt kính thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản mặt kính đó là thiết kế hơi cong một chút xíu, kính quang cứng trắng sapphire, thân vỏ thép 316L. Bên này là chi tiết núm mà. Sang mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ thiết kế đáy kín. Đó, thiết kế đáy kín. Bản này thì nó sẽ là chạy máy pin Thụy. Đó, máy pin điện Swissmade các nhá. Phiên bản các cái thông số ở mặt sau đáy thì nó sẽ được hiển thị đó là stainless steel, toàn bộ là thép không gỉ, độ chịu nước đó là 5 ATM. Đó. Bản này thì nó sẽ là mã số tham chiếu đó là 32004. Với thiết kế đáy kín, chạy bộ máy pin Thụy. Dây thì bản này sẽ sở hữu cái bộ dây da màu đen. Đó, bộ dây da màu đen. Khóa sẽ là thiết kế khóa cà xiên, khóa cà xiên. Đối với cái chiếc đó là Simon Carter này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng với mức giá đó là 1.500.000 các bác nhá. 1.500.000. Sang đến cái mã hàng tiếp theo trong ngày hôm nay thì sẽ là một cái chiếc nội địa nữa của Nhật, đó là một chiếc Orient, nhưng mà cái bản này thì nó sẽ là bản cơ automatic. Bản cơ automatic. Bản này thì mới nguyên 100% full box và còn nguyên seal các bác nhá. Còn nguyên seal. Chúng ta sẽ có một cái mã Orient với thiết kế form dáng size vừa đủ để các bác có thể trải nghiệm rất là dễ đối với phiên bản này, tại vì cái bản này size gần như là size phổ thông, size 39.8 xấp xỉ 40. Chiều dày của chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với chiều dày 10.7 ly, và sang đến phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với lắc to lắc 44. Tay các bác là 16 đổ ngược là các bác có thể trên tay được đối với chiếc này rồi. 16 đổ ngược. Đi vào các bác đợi em chút xíu nhá, để em đó là lắc cái phần auto để cho bắt đầu nó hoạt động. Đi vào cái phần thiết kế subdial thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với subdial mặt màu xanh blue, có hiệu ứng trải vân sunburst nhẹ ở trên cái phần dial. Đối với hiệu ứng vân sunburst nhẹ trải đều tia thì nó tạo nên các cái đường dài tia sáng khi mà các bác nhìn vào cái phần đồng hồ và rất là nổi luôn, rất là nổi. Bản này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái chức năng hoạt động 3 kim một lịch ngày cạnh góc 3 giờ. Phần cọc số là sự giao thoa giữa cọc la mã và cọc vạch. Đó, cọc la mã và cọc vạch biểu tượng Orient Automatic thì sẽ hiển thị bên dưới hướng góc 12 giờ. Đối với phiên bản này thì đây sẽ là một cái phiên bản đồng hồ đem đến sự năng động trẻ trung khi các bác trên tay đối với cái màu xanh dương này, tràn đầy sức sống luôn. Đó. Sang đến phần mặt kính thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với mặt kính phẳng, kính sapphire các bác nhá, bao trùm trời chống xước, thân vỏ thép 316L, thiết kế thép trắng toàn bộ,
Và bên hông sườn đây là chi tiết núm này. Sang đến mặt sau thì chúng ta sẽ có thiết kế đáy kín. Bản này thì nó sẽ không thiết kế đáy hở động cơ, bản này thì nó sẽ là đáy kín. Và ở mặt sau thì nó sẽ là thiết kế theo kiểu dạng đó là phây xước tròn, đồng tâm, có săn bớt. Và ở vị trí trung tâm thì sẽ là triện tên thương hiệu Orient và logo thương hiệu đó. Bên ngoài rìa thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản Make in Japan, hàng nội địa, với chất liệu thép không gỉ hoàn thiện lên thân vỏ. Độ chịu nước của bản này thì nó sẽ là chịu nước đó là 5 ATM các bác nhá, 5 ATM đó, 5 ATM. Với cái chiếc này thì nó sẽ là thuộc vào cái bộ sưu tập đó là Orient Epson, Orient Epson máy cơ auto. Riêng đối với bản này thì bên em này, bản này là không có trợ có tay các nhá, không có trợ có tay, chỉ có auto thôi, cơ auto thôi, nên là trước khi đeo á, là các bác phải lắc tầm khoảng đó là chục lần gì đấy, lắc lầm dao động chục lần gì đấy để nó chữ cót, sau đó các bác chỉnh giờ và chỉnh lịch và các bác cứ thế là lên tay là nó hoạt động thôi. Đó, các cái bản cơ auto của Orient thì họ chữ cót rất là tốt. Bản này thì nó, nếu mà các bác đeo thường xuyên thì nó chữ cót khoảng gần 2 ngày 40 tiếng cho các bác nhé, các bác nhé. Sang đến phần dây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây thép trắng, thép 316L đó, được kết hợp giữa phây xước và phây bóng ở cái phần dây, và đây là phần khóa này. Đó, bản này thì là bản mới full box. Và đối với cái mã hàng Orient này thì bên em sẽ có cái mức giá đó là 3.700.000 các bác nhé, 3.700.000 đó. Sang đến cái mã hàng cuối cùng trong ngày hôm nay, nó sẽ là một cái chiếc đồng hồ Sonner. Đối với mã hàng Sonner này thì đây sẽ là cái mã hàng nội địa, đó, thương hiệu nội địa của Nhật. Và cái mã hàng này thì em thấy là trên thị trường cũng khá là hiếm để các bác có thể tìm được các cái phiên bản Sonner mà có cái thiết kế đẹp như cái bản này. Tại vì em đã tham khảo rất là nhiều rồi, có rất là ít nơi mà có được cái mã hàng đẹp như với cái thiết kế của bản này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với phần size mặt ngang thì nó sẽ là size 43 các nhá, size 43. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 13.5, và phần lắc tu lắc thì chúng ta sẽ có một phiên bản đồng hồ với lắc tu lắc 49.3. Đó, thiết kế đai mặt của bản này thì nó thiết kế theo kiểu dạng đó là skeleton, lộ xương lộ máy ở bên trong, lộ xương lộ máy ở bên trong. Đối với chiếc này thì nó là sự giao hoa của cái phần thiết kế màu đen, màu xanh và màu trắng, kết hợp cả vần màu xám. Ba cái phần sub dial thì các bác sẽ nhìn thấy ba cái tông màu nó khác nhau. Đó, nó tạo nên cái sự độc lạ cũng như là sự phối hợp kết hợp giữa các cái dạng màu sắc ở trên phiên bản đồng hồ này. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ với 6 kim chức năng. Đó, với 6 kim chức năng. Và bản này thì nó cũng sẽ giống như thiết kế giống như cái bản đó là bản đó là Swiss Military này, các bác sẽ nhìn thấy rất là quen thuộc đúng không ạ, cách bố trí về các cái phần kim đó. Chúng ta sẽ có một cái kim 24 giờ ở góc 6 giờ đó, kim lịch ngày và lịch thứ thì tương ứng ở vị trí 3 giờ và 9 giờ, còn trục giữa thì sẽ là kim giờ, kim phút, kim giây. Cọc số bản này thì nó sẽ là cọc vạch cài đá đen đó, cọc vạch cài đá đen, các bác sẽ nhìn thấy cái phần đá đen ở phía trung tâm của cái phần cọc vạch. Đó, bên ngoài thì nó sẽ là các cái khoảng chiều vạch để các bác có thể theo dõi được chính xác cái phần thời gian ở trên cái phần dial. Đó, ở trên phần dial. Sang đến mặt kính thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ thiết kế mặt kính phẳng các nhá. Đó, thiết kế mặt kính phẳng, kính khoáng cứng trắng sapphire, và thân vỏ thì sẽ là thân vỏ thép 316L và sẽ được mạ vàng PVD và vàng hồng. Đó, mạ vàng PVD vàng hồng. Bên này là chi tiết núm này. Cũng tương ứng như cái bản đó là Swiss Military thì bản này cũng sẽ có các cái phần núm hiệu chỉnh về chức năng, đó là chức năng ở núm bên trên thì nó sẽ là hiệu chỉnh đó là lịch thứ các nhá, hiệu chỉnh lịch thứ, còn núm bên dưới thì nó sẽ là núm bên dưới của bản này thì nó sẽ là hiệu chỉnh lịch ngày. Đó, các bác sẽ nhìn thấy cái phần là kim lịch ngày nó nhảy đấy ạ. Đó, còn ở giữa thì sẽ là chỉnh kim giờ, chỉnh kim giờ. Sang đến mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản Sonor Howry với thiết kế đáy hở lỗ cơ. Bộ máy bên trong thì nó sẽ là máy cơ automatic có trợ tay, thời gian chữ cót thì nó lên đến 40 tiếng cho các bác. Đó, bên ngoài thì nó sẽ có các thông số của bản này. Bản này thì nó sẽ là mã số đăng chiếu đó là H022, với cái độ chịu nước đó là 5 ATM. Đó, 5 ATM, toàn bộ là thép không gỉ.
Và tiếp đến đó là cái phần dây thì chúng ta sẽ có bộ dây silicone. Bộ dây silicone rất là mềm và lên tay thì phải nói là bộ dây này thì cực kỳ là bền, không bị bám mồ tay cái bác trên tay đối với cái phần dây silicone khóa cài xiên. Đối với cái mã hàng cuối cùng trong ngày hôm nay thì đối với chiếc này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 3.650.000 các bác nhá. Đó. Và vừa rồi thì em đã trên tay và giới thiệu cho các bác 6 cái mã hàng trong cái kiện hàng của ngày hôm nay. Và trong quá trình giới thiệu mà các bác có muốn chia sẻ cái thông tin cũng như là góp ý về cái phần video thì các bác bình luận ở phía dưới, hoặc là các bác muốn em lên với các cái thương hiệu đồng hồ nào thì các bác có thể đó là comment ở phía dưới. Tại vì bên em về hàng liên tục để gửi đến cho các bác, nhưng mà trong quá trình về hàng thì bên em đã đó là có chốt đơn với các cái bác đã giao lưu với bên em rồi, nên là các bác có thể đó là để lại phần bình luận bên dưới. Và em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác ở các video tới. Em xin chào các bác nhé.